Hỏi thật anh em một câu nhá, trước Gao anh em thấy cái hợp thể nào đẹp nhất? Còn với bản thân tôi thì chắc chắn rồi, đẹp nhất của thập niên 90, Victory Robo. Một trong những bộ phim truyền cảm hứng của loạt series Super Sentai, những người anh hùng thầm lặng trong thời bình, sẵn sàng xả thân mình để níu lại chút tia hy vọng mong manh giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cơ khí đầu tiên là Red Dorada, một chiếc xe thang, được trang bị hai thang kéo dài nhằm giải cứu những người bị mắc kẹt ở trên cao. Thành viên thứ hai là Buru Shirowa, được trang bị 4 vòi nước ở phía trên, sẵn sàng dập tắt mọi đám cháy nguy hiểm. Green Hoba, một chiếc máy bay trực thăng với bộ nâng là quạt gió, được trang bị bom dập lửa từ trên cao, đồng thời là cái khả năng di chuyển các phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm trên không trung. Cơ khí thứ tư là Iero Arma, loại xe bọc thép khổng lồ, tích hợp một vuốt xẻng ở phía sau, cho phép di rời các mảnh vỡ, vật cản tại hiện trường. Và cuối cùng là Pinku Eda, một chiếc xe cứu thương, khoang trống phía sau cực kỳ rộng lớn, cho phép sơ tán một lượng lớn người dân ra khỏi thảm họa kịp thời. Và với sự hợp thể từ 3 cơ khí riêng lẻ, Victory Walker dễ dàng dập tắt các đám cháy lớn ở những vị trí trên cao, đồng thời là cái sự cơ động có thể vượt qua những địa hình phức tạp dưới mặt đất. Cứu hộ hợp thể Victory Robo. Đó là cái sự giao thoa của hai thế hệ, cả về phần màu sắc nổi bật nhưng vẫn giữ được những cái nét cơ khí, máy móc và đặc biệt là những chi tiết đề can không lệch gì đâu được. Còn cái điểm ăn tiền nhất mà Bandai đã từ chối và loại bỏ đó là tích hợp die cast kim loại trong từng cơ khí. Mặc dù bé hơn rất nhiều so với những anh em cùng trang lứa, Victory Robo đối với mình vẫn là một trong những hợp thể hết sức cân đối để kiểu nó bị ok ấy nhỉ.